chào ông bà cô chú gần xa đã đến kênh Tường Lam Hoa Sen của con. Hôm nay con xuống sân bay để mà con đi Phú Quốc chăm chút ba nuôi với lại ba ruột. Này Lam thấy ba đó. Chúc ruột vàng chào anh. Vàng quá. Rồi đồ hành lý sao? Ngày nào con cũng đọc kinh. Bây giờ là ba mẹ nhiều lắm. Thương nhận. Ngoại ơi, ngoại
sức khỏe. Vàng ơi, con Mỹ đi lấy đó hả Xuyên? Con mắt tôi tỉa. Xe ngoài kia, Dũng ơi, xe ngoài kia, ngoài kia. Nhìn bà ngoại nó kìa. Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn mình. Dạ nó mua như là Phật. Dạ mua như là Phật. Rồi, đây. Bà Bảy rất là mừng, rất là vui. Đã gặp được bé gì vậy? Cậu Bảy nè con, cậu Bảy nè con, cậu Bảy con lắm. Tại sân bay quốc tế Phú Quốc nha mày. Hàng không Phú Quốc. Chúng ta chiêm ngưỡng bà Bảy và gia đình của bà. Cùng với bé Thiệt Lâm ha. Đây, đã đến đây cảng hàng không nè. Nó bụng không? Tôi gặp mà không biết là tín ngưỡng như thế nào. Như vậy mà không biết nghĩ sao à. Nghĩ sao quý vị ơi. Quá vui mừng ha. Quá vui mừng ha. Quá vui mừng, ông vua là chim ông cũng quay phim đi. Thì mà thương bé thì phải nghĩ vậy, là cái người bảo là bé đã qua nha mày. Chúc thích bánh dấu. Đi vòng ra xe nha mày. Rồi đi vòng ra xe. Bé Từ Lam mặc chiếc áo màu hồng qua xe nha. Rồi quá vui à. Đây. Từ từ đi. À, phía sau là ba mẹ của bé Tường Lâm đó, chúng ta thấy từ từ nha, xe sắp tới nữa. Sao con có nhớ chú này nào không? Tiến Dũng ha, chú này nào Châu Phú nào, cái này là cái nào bà ngoại. Rồi chú con có biết chú không? Mới biết lần đầu phải không? Chú Hòa. Bỏ mẹ từ Lam bơ dơ. Đây. Đây. Bỏ mẹ từ Lam bơ dơ. Bỏ mẹ từ Lam bơ dơ á. Lo toàn là lo cho từ Lam không. Đây là người. Đây là người á là rất là đầy đủ công đức. Để mà sanh được một đứa bé. Bao nhiêu người đều đón tiếp rất là mừng. Đây là ngôi là cái con người của người ta như thế này nè. Đáng quý không quý vị? Không có cho tụi tôi đồng nào hết trơn á, chỉ là cái tình thương thôi quý vị. Rồi vô chụp tấm hình đi á. Quá dễ thương quý vị ơi. Vô chụp hình đi rồi mình sẽ rời sân bay ha, trong giây phút rất là tuyệt vời trong buổi chiều hôm nay. Mình đã hội tụ tại sân bay. Đó là một cái niềm vui rất là lớn, rất là nhiều. Khi mà Tuấn Dũng đã ra đây thì đoàn của chúng tôi cũng Hồ Sơn ra đây đã tặng 2 ngày rồi đó chị. Rồi ra đây thì đón tiếp được gặp gỡ đại gia đình của bé Tường Lam vào một buổi chiều chính xác. Phú Hồng tại nơi công viên Bạch Đằng của sạn Phú Hồng nhé mày. Hẹn gặp ngoại có Tây Phương. Dạ.
Lúc này con đang chỉ chú dược sư cho bà ngoại được sớm bệnh tật mau tan, gặt nhiều sức khỏe. Nam mô Bạch Kiều Phật đối bởi sắc xả lỗ lô hít lô ly bất tật đà hấp ra xà giả đá ra đi ra gia a ra hấp đới ta miệu ta mô ra gia đế đi ra yến mở sức hợi bởi sức hợi bởi sức xả ta mô tiết đế tá hoa ta mô tiết đế tá hoa ta mô tiết đế tá hoa nam mô tiêu tai di ngọ dược sư lô ly vê vô phật. Nó nói chuyện trong cái mạng á, thấy chị cưng lắm. Bên trong cũng có bàn thờ nữa hả? Chị cái lúc này con đi ăn cả gia đình của bà ngoại, con rất là vui. Hiện tại giờ phát gạo sắp đến rồi, con mong tất cả mọi người đều lấy gạo này thật trong vui vẻ. Con có một điều ước, con ước mọi người sống trong hòa bình, không còn chiến tranh, mã lì đường khổ, những người nghèo có cơm ăn áo mặc ấm no hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Tham dự cùng cái đoàn siêu thị của chúng ta hôm nay.
cũng có mặt với 300 bà con dân khó khăn đã đến nhận quà cùng với chương trình thiện nguyện hôm nay. Thì tiếp theo chắc có thể là xin gửi đến trưởng đoàn thiện nguyện có đôi lời phát biểu đến địa bàn Phú Quốc, đặc biệt là ở Dương Tơ. Thì xin mời cha cô mô cho đạo Phật. Thưa quý vị, giờ đây thì để diễn tiến trong cái chương trình buổi đầu phát quà hôm nay, đồng hành cùng với bé Tường Lam và sự có mặt của gia đình bé Tường Lam, và với một cái điều đặc biệt hơn nữa đó là thầy An Huệ từ Long An cũng đã tranh thủ thời gian về đây để tham dự, cũng là nhà mạnh thường quân, cũng là một vị thầy cũng đã rất là yêu mến bé Tường Lam. Cho nên thôi thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu thầy An Huệ sẽ có vài lời phát biểu cảm thể nhận buổi quà này. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây thì phải nói là một cái động cơ mà lớn lao nhất, quý bao nhất và hôm nay được hội ngộ vui vẻ nhất đó là bà Bảy. Thì bà Bảy đã đến với cốc của Hồ Sơn của Thanh Hòa để phát quà cho đồng đạo, cho bà con nghèo. Tuy nhiên với một cái thông điệp quý báu đầu năm đó là thước cơ đằng sau, gặp được bé Tường Lam sẽ phát nguyện phát quà gạo mì cho bà con nghèo. Và hôm nay sự việc đã được thực hiện, đã được hội ngộ, cho nên phải nói là hôm qua nay bà Bảy rất là vui mừng, rất là cảm động quý vị. Cho nên thôi thì giờ đây với một cái niềm vui mừng hiện thực đã phát vượt chi tiêu, vượt cái tâm nguyện của bà Bảy luôn là 300 phần quà luôn. Thì phải nói là một cái niềm vui mừng hết sức là to lớn tại nơi cái quê hương của vùng biển đảo. Và giờ này để chuẩn bị vào cái buổi phát quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu bà Bảy Phú Quốc sẽ có giờ là phát biểu cảm nghĩ nhân buổi phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Tôi xin đây mới lần bằng này tôi có nói nghĩa để cho sót cái gì đó thì cũng ra nghĩ cho đây thì cũng có thế thì họ ta mà hoài nghe có cái món quà nho nhỏ thì tôi cũng ra giúp cho cô bác mình những khó khăn để mình được ít một cái gì đó thì cũng và xúc động cũng như là thanh hòa cháu tố chiêu tố là cũng là tiết ra tôi cũng một phần trong đây để làm trong cái dịp này cho nó thành quà trong cái thành phần mà tôi đã phát tâm á. Như trong nước ngoài nước đó người ta cũng tiếp xúc cho trong đó cho chúng Dũng cho bà Thanh Hòa cho bố hả để là cũng tiếp xúc cho đây chung cùng với bà Bảy này một ai đó. Bà Bảy giới thiệu bao nhiêu tuổi nữa? Bà Bảy giới thiệu bữa nay bà nhiêu tuổi nữa? Tôi thì năm nay là 83. Bà tôi mấy chục năm rồi. Tôi mấy chục năm rồi. Tôi là cũng gần 40 năm qua rồi. Bà con nhìn thấy 83 tuổi nổi không bà con không? Tu vậy con cháu gia đình sao mà cảm nhận luôn? Thì con cháu gia đình thì đứa nào con đứa nào cháu đứa nào thì nó cũng được không lắm tinh tấn á, rất là tinh tấn á trong cái thành phần là nó cũng lo tu hành này kia vậy đó, biết Phật pháp tu hành để Phật pháp này thôi là tôi đã dẫn thức chỉ đường cho con đó để làm cái gì đó. Xin chân thành cảm ơn Bảy nha. Ai gì đâu Phật. Thưa quý vị, với một cái bầu không khí trong lành mát mẻ diễn ra nhất là được đông để làm được những gì sắp tới đây nữa không ạ? Dạ. Có làm sao? Dạ. Con sẽ phát nguyện gán tu tác đạo kiếp này để cứu hết mọi người luôn. Mọi người. Oh, my God.
vị. Dạ, con còn nói gì nữa không? Cảm ơn. Mơ ước mơ của con sao? Cho cháu không mấy người, cho cháu chồng ước mơ. Ước mơ của con sao? Con muốn cho mọi người sống trong hòa bình, không còn chiến tranh, mãi lì đừng khổ, những người nghèo có cơm ăn áo mặc, ấm no hạnh phúc. Xin mời đi đàn Phật. Nhau và mình không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, không còn khổ đau, quá xá là nhiều luôn đó quý vị. Đây là cái tâm ý của Phật, các quý vị lúc nào cũng đem hòa yêu thương, muốn cho tất cả mọi người không còn khổ đau nữa. Đây là cái tâm từ bi của Phật, luôn lúc nào cũng trẻ lòng. Cho nên với vị đạo Phật là đạo từ bi bác ái, vị đức háo xanh khoan hồng đại độ, ti tình thế đổi thay, cái tấm lòng nhân chẳng đổi. Cho vậy mà hôm nay giúp cái tâm nguyện của bé Tường Lam đã đem đến nhiều niềm vui cho bà con. Phải nói là từ hồi trước Tết mãi cho tới bây giờ thì cái chương trình phát quà đồng hành cùng bé Tùng Lam đã được lan rộng, lan tỏa khắp cả mọi miền, và đặc biệt nhất là hôm nay được chính thức phát quà 300 phần tại nơi miền Phú Quốc. Và giờ đây thì để thực thi theo cái chương trình phát quà này tiếp theo, thưa quý vị, phải nói là một cái niềm vui mừng lớn nhất đó là ba mẹ của bé Tùng Lam đã sắp xếp, mặc dù là bé Tường Lam hôm nay mới có 5 tuổi, mới có học lớp lá thôi quý vị, nhưng mà thật sức khỏe thì giới hạn, còn đang đi học. Rồi, đi ném qua, đi ném qua, đi ném qua. Rồi, ném qua một con. Tặng quà luôn chứ, tặng luôn. Bắt đầu tặng quà luôn. Rồi, ưu tiên cho 12 vị. Cao hữu nhất nha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Rồi là hết rồi ha. Bây giờ gì? Ta đứng cái gì? Vì lấy gì từ nghiệp ta? Đảm bảo cho các phần phát quà được ổn định và trật tự. Thì mong bà con mình ngồi xuống đi. Rồi bắt đầu xếp lên hàng một, đi từng người một, xếp hàng một vô là nó có trật tự và nó nhanh gọn mau lẹ. Còn bà con mà cứ ào ạt ai cũng lớn, ai cũng chậm, ồn ào thì nó sẽ rất là lâu. Rồi bà con mình từ từ nhé, lấy tay bà con. Kính mong tất cả bà cô chú luôn đồng hành cùng con. Cùng con chắp tay cùng con nghĩ hiện và làm điều hiện. Dạ, con xin kết thúc video của bé Tường Lam Hoa Sen đi đạo Phú Quốc để phát gạo cho những bà con khó khăn vùng quê. Con kính chào tất cả bà cô chú gần xa. Hãy đón xem video kế tiếp của bé Tường Lam. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chúc ông bà cô chú gần xa bốn mùa bình an, nhà an lạc trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật.